Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục cái loạt bài hướng dẫn về sử dụng Docker cơ bản cho người bắt đầu. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo về một cái chức năng put một cái email. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn put một cái email lên Docker Hub. Thì Docker Hub thì nó là một cái repository để mà nó chứa các email, hay là các bạn hiểu đơn giản là chứa các bộ source code đã được build ra Docker email. Thì để mà put một cái email từ máy local của các bạn lên trên Docker Hub thì các bạn cần phải tạo ra một cái account ở trên này. Thì các bạn tự tạo account cho mình, và sau khi nó tạo account thì nó sẽ gửi một cái email xác nhận về cái địa chỉ email mà các bạn, thì các bạn log in vô email và các bạn click vô để mà xác nhận. Thì ở đây tôi đã tạo ra một cái account cho tôi rồi đó, thì tôi đã tạo ra một cái account như vậy. Sau khi tạo được account thì các bạn thể vô trong này và các bạn click create một cái repository. Ví dụ như chỗ này các bạn sẽ nhập tên của cái repository của các bạn vô đây. Rồi sau đây thì nó có hai cái lựa chọn là public và private. Các bạn chọn là cái gì tùy chọn mà các bạn mong muốn, rồi các bạn click vô DA. Thì ở đây tôi đã tạo ra hai cái repository là demo trên Docker này, rồi demo React App này. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là demo put một cái email lên cái repository demo React App này. Thì bây giờ tôi sẽ mở CMD lên. Thì bây giờ tôi sẽ gõ là Docker email này để kiểm tra xem trên máy của tôi có những cái email nào. Đó, thì bây giờ trên máy của tôi có những cái email như vậy. Thì ở đây tôi có một cái email là demo React App như vậy, và cái ở cột repository này. Thì các bạn nhớ là cái email của bạn thì nó cần phải giống với cái tên của cái repository của bạn ở trên này. Rồi sau đây tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn bút cái email demo React App này lên trên repository. Tôi sẽ sử dụng cái lệnh Docker may put. Tiếp theo là cái tên của email, và cái theo là cái tag name. Cái tag name của tôi là 1.0.0. Rồi tôi nhấn Enter. Thì nó bị deny. Thì bây giờ tôi cần phải log in vô, vì cái chỗ này tôi chưa log in vô cái Docker Hub, thì tôi cần phải có Docker log in để mà log in vô. Thì bây giờ nó đã báo là login success này. Rồi theo tôi chạy lại cái lệnh Docker may put này. Thì nó vẫn báo là bị deny. Thì tôi cần phải thay đổi lại cái tag name ở chỗ này. Thì tôi sẽ có cái lệnh Docker may. Và theo là cái tag thì tôi sẽ sửa cái email ID này. Đó, thì tôi cần phải đổi tên của cái email của tôi thành cái chỗ này là cái tên tên cái account của tôi này. Đó, tôi theo là cái xuyệt đến cái repository của tôi là demo React App này. Đó, tôi cần phải đi đổi tên lại cái email của tôi này. Rồi tôi nhấn Enter này. Theo tôi có Docker email này này. Đó, thì bây giờ tôi có một cái email và nó được đổi tên này thành cái tên của cái repository của tôi thành là coder quen cái xuyên demo React App như vậy. Và bây giờ tôi sẽ đi put lại cái email của tôi lên. Thì tôi sẽ có này là Docker email put theo là cái tên của cái repository này, hay tên của cái email của tôi này. Rồi tôi nhấn Enter. Đó, thì bây giờ nó đang bắt đầu put cái email của tôi đây này. Đó, thì bây giờ nó đã put được cái email xong này. Thì bây giờ tôi sẽ lên trên này và tôi kiểm tra xem cái trong cái repo của tôi có cái email chưa này. Tôi defrag này này. Đó, thì nó báo là có một cái email như vậy. Đó. Đó, thì chúng ta put cái email của chúng ta lên đây, thì các bạn có thể share được cái email của các bạn cho những người khác, người ta cùng cùng development, thì người ta trong team development thì người ta có thể share được dễ dàng.
Thì như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn demo put một cái email lên Docker Hub. Đó, thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Đó, nếu mà các bạn nào muốn học về Docker thì các bạn có thể vô cái trang học lập trình online.net của tôi và các bạn tham gia vào khóa học Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Rồi, ngoài ra thì các bạn còn nếu mà muốn tham khảo các khóa khác thì các bạn có thể vô cái trang của tôi và tham khảo các khóa học khác của tôi ở đây. Đó, thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.